Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với channel của Crypto Adventure. Mọi người thấy rằng thì trong thời gian vừa qua, Bitcoin cũng như là tất cả các đồng coi đang có tín hiệu rất là xấu, dẫn đến cái việc đó là hiện tại rất là nhiều anh chị em chúng ta đang gặp uh, phải vấn đề đó là bị chia hai, thậm chí là chia ba tài khoản của mình. Tài khoản của mình đang bị giảm rất là nhiều. Và trong thời điểm này á, thì những cái đồng Ancoin á mà có cái tín hiệu màu xanh thì chỉ có thể là USDC, USDT hoặc một số các đồng coi mà đang có tin tức tốt thì nó sẽ được đẩy lên màu xanh, nó sẽ đẩy giá lên mọi người nhé còn hiện tại theo trang coi 360 com thống kê ấy, thì nguyên một cái màu này là một cái màu đỏ một cái màu sắc đỏ của giáng sinh đúng không vậy đây có phải là tín hiệu đau chen hay không theo quan điểm cá nhân cũng như là cộng đồng của crypto adventure thì bitcoin vẫn chưa vào cái sóng đó gọi là sóng đau chen mà sẽ còn tạo những ATH mới có thể là vẫn đạt được 75.000, 85.000 thậm chí là hơn 100.000 trong thời gian tới nữa. Cho nên là mọi người cũng có thể tham khảo thông tin đó nhé. Và tất cả nội dung trong video này thì mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều các video khác rồi vẫn là mục đích cung cấp thông tin cho mọi người về một thị trường tiền điện tử rất là tiềm năng tuy nhiên cũng rất là nhiều các cái rủi ro và không được xem là lời khuyên đầu tư tài chính nha ok và chúng ta hôm nay sẽ trở lại với một chủ đề chủ đề này thì chắc hẳn là mọi người nghe không vui lắm đâu nhưng mà mình nghĩ rằng chắc chắn là mọi người rất là quan tâm đó chủ đề đó chính là đau chen thì hâu coi gì ok chưa để mọi người sẽ có một cái gọi là nền tảng một chút đối với những anh chị em nào mà mới nhá cái này video này thì sẽ phù hợp với rất là nhiều những anh chị em nào mới hoặc những anh chị em nào mà chúng ta cũng tham gia thị trường điện tử lâu rồi mà chúng ta gọi là chúng ta muốn bổ sung thêm một số các cái phần nào đó mà chúng ta còn thiếu thì chúng ta sẽ có thể là xem video này ok không ạ còn những anh chị em nào mà chúng ta biết nhiều rồi chúng ta có thể là bổ sung thêm ở dưới phần bình luận của video nhé ok thì chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề ngày hôm nay đó là down chen thì hâu coi gì nhá và như mình nói bắt đầu rồi tất cả nội dung trong video này thì sẽ là mục đích cung cấp thông tin cho mọi người thôi cộng đồng crypto adventure sẽ không phải là một đơn vị tư vấn tài chính sẽ không chịu mọi trách nhiệm về cái khoản đầu tư của các bạn nhé Vậy down chain thì không có gì thì chúng ta sẽ giải quyết cái câu hỏi đó là tại sao lại có down chen và up chain. Down chain và up chain thì mình sẽ không thể thích nhé. Down thì mọi người biết là nó xuống rồi, còn up thì nó lên thôi. Up chain nghĩa là cái xu hướng mà các đồng coin cũng như là bitcoin và an thì nó liên tục tạo các ATH mới, tạo các đỉnh mới. Còn down thì nó sẽ liên tục tạo các đáy mới và nó dẫn đến cái gọi mọi người gọi là chia tài khoản đó. Thì uh, tại sao lại có down chain và up chain thì cái vấn đề tại sao mà có nó cực kỳ là nhiều cái yếu tố liên quan đến vấn đề là tại sao lại có đau và ốc ở à, bởi vì là nó sẽ liên quan đến chu kỳ tâm lý này cũng như là chu kỳ đầu tư của các cá voi cá mập hay chính bản thân chúng ta thế thôi à, thì ở góc độ view này thì mình sẽ chỉ làm một cái phần rất là nhỏ nhỏ đó là cái phần chu kỳ halving của bitcoin nhé đó thì mọi người biết rằng hiện tại thì bitcoin đang có một cái từ ngữ gọi là halving đúng không mình chỉ nhắc qua thôi nhé chứ mình sẽ không giải thích chi tiết đâu mọi người có thể lên google search cái phần đó thì halving dịch ra đơn giản nghĩa là giảm một nửa Uh, nó là một cái quy trình giảm một số nửa phần thưởng cho những thợ đào và khai thác cái khối lượng bitcoin mới á tức là cái khối lượng uh, lượng cung mà bitcoin bên ngoài thị trường nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều mà cung thì ít mà cầu thì cao ấy, thì chắc chắn là sẽ đẩy giá rồi cái quy luật đấy rất là bình thường thôi mọi người có thể hiểu đơn giản như thế nhá tại sao nó ảnh hưởng đến gọi là đào và áp chen bởi vì là mỗi một lần hai nhá thì ví dụ bitcoin đạt đỉnh bitcoin đạt những ath mới và cái đầu ăn coi theo đó nó mà tăng lên gọi là áp chen và sau khi mà hai bên kết thúc thì bitcoin sẽ trở về cái gọi là cái mùa ngủ đông á nhá mùa ngủ đông nó đi ngang và nó bị trước khi đi ngang nó bị giảm rất là nhiều nó giảm cực kỳ là nhiều và tất cả các đồng ăn coi thậm chí đồng coin chia 100 lần thì như thế gọi là dao chen đó thì chúng ta hiểu Long na nó như vậy nhá ok không ạ. và chúng ta sẽ đến với chủ đề chính đó là dao chen thì hâu coi gì nhá thì như là trên mình người thấy á dao chen thì theo mình liệt kê nhá nó có nhiều á nhiều rất là nhiều nền tảng nhưng mà theo mình liệt kê thì đang có những đồng cơ bản nhất đó là đồng bitcoin này đồng những đồng coi tốt này, những đồng coi nền tảng và những đồng coi sàn mình nghĩ rằng là trong bốn cái đồng coi này hầu như hết đó, nó đã gọi là rất là đủ rồi còn ngoài ra những cái chen coi như hiện tại thì mọi người có thể là bổ sung thêm theo cái bọc của mọi người tuy nhiên là những cái đồng coi này tại sao mình chọn bởi vì nó rất là an toàn ok bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao an toàn nhé thế là bitcoin thì tại sao chúng ta chọn bitcoin bởi vì là bitcoin thì nó là một cái đồng coi vốn hóa thị trường cao nhất và được những cá mập lớn nhất trên thị trường hiện tại để ý đến cái thứ hai cái vấn đề thứ hai là tính ổn định và sự chi phối bởi sự biến động thị trường rất là ít tại sao bởi vì mọi người thấy rằng ạ hầu hết tất cả trong những ngày vừa qua mọi người đấy á, mình sẽ nói cái ví dụ đơn giản nhá. trong những ngày vừa qua mọi người thấy rằng là bitcoin ví dụ như kiểu đang ở vùng 64.000 đúng không nó xuống 47.000 thì nó chưa chia đôi đúng không chưa chia đôi mà các đồng ăn coi của mọi người đã chia ba chia bốn rồi tất nhiên là giá trị của đồng bitcoin thì rất là cao tuy nhiên là chưa phù hợp với rất là nhiều người gọi là có vốn lớn nhé và những người mà thích chơi an toàn vốn lớn đấy ok ạ và cái yếu tố thứ ba đó là nó sẽ có blockchain riêng nó cũng là một cái đồng coin uh, về có cái nền tảng, nó là một cái đồng coin nền tảng thì nó cũng có một cái blockchain riêng có nghĩa là khi mà chúng ta chuyển tiền Bitcoin cho nhau ấy thì nó sẽ không phụ thuộc vào bên nào cả. Và phí ga của nó thì uh, nó cũng khá là rẻ nhá. Tất nhiên là nó cũng sẽ không thể so sánh với những đồng coin mới như kiểu Solana hay là NEAR hay là đốt ở về những cái phí giao dịch của nó rất là rẻ. Nhưng mà so với Ethereum thì nó còn đang rất là rẻ, cực kỳ là rẻ luôn nhá. Và chúng ta có thể giao dịch bất kỳ nơi nào trên thế giới rất là nhanh và không qua một blockchain nào khác. Đó. Và hiện tại thì uh, À, nó là cái đồng coi á, mà chúng ta muốn mua những đồng an coi khác thì nó cũng là một cái đồng coi để chúng ta có thể là sở hữu để như kiểu một cái đồng stable coi nữa đấy đó ngoài stable coi ra thì nó sẽ là một cái đồng mà để chúng ta sở hữu chúng ta mua những đồng an coi khác nhá đó những cái lý do cơ bản nhất để chúng ta lựa chọn bitcoin riêng cái lý do đầu tiên là chúng ta thừa sức để chúng ta lựa chọn rồi nhé là một cái đồng vốn hóa này được cá mập cá voi này và một cái quan trọng nữa của cái này đó là tính thanh khoản của nó thì là số 1 luôn nhé rồi chúng ta sẽ đến với cái biểu đồ về vốn hóa thị trường theo thống kê nhá cái thống kê này thì sẽ là thống kê cách đây khoảng tầm vài tháng, ấy. nó mình chưa update được thông tin mới nhưng mà mọi người có thể thấy rằng là hiện tại thì vốn hóa thị trường của bitcoin cao hơn hầu hết tất cả những cái công ty công nghệ cũng như là về nền tảng social đang rất là nổi tiếng trên thế giới đó chỉ sau là amazon, microsoft và apple thứ hai đến với cái nền tảng thứ hai mà chúng ta sẽ cần hold ở trong cái mùa đao chen đó là coi top vậy tại sao chúng ta sẽ cần phải chọn coi top và coi top là những đồng coi nào Cointop top ấy thì thường là những cái đồng coi ở trên coin cái cáp chúng ta có thể lên trang là coin cái cáp nhé thường là những đồng coin có vốn hóa hơn 1 tỷ đô la đó và khối lượng giao dịch trong 24 giờ thì cực kỳ là lớn à, tính thanh khoản của nó cũng rất là cao nó cũng gần giống như kiểu là bitcoin đấy bitcoin thì gọi là ngoài bitcoin ra thì bitcoin có thể gọi là coi tốt luôn nhé đó và hệ sinh thái ứng dụng thì nó rất là phong phú tuổi đời của nó thì lâu năm rồi và à, bình thường tính trung bình thì sẽ là trên hai năm trở lên đấy có nghĩa là những cái vốn hóa thị trường của nó sẽ được duy trì và tăng trưởng trong mức độ như thế nhé và vị trí bảng xếp hạng thì mình nói rồi. Trên bảng xếp hạng của con cáp thì vị trí của nó từ 1 đến khoảng 30 gì đó. đó chúng ta có thể lên coi cái ta xem những đồng coin top nhá. Ví dụ như kiểu là đốt này, Solana này, uh, XRP này hay đồng ADA đó rất là nhiều những đồng coin top hiện tại đúng Và gần đây nhất thì cũng có một cái đồng coin đó là Blockcoin đúng không? Từ đầu năm đến giờ thì nó cũng là cái giữ vị trí ở trên top 20 30 ấy thì rất là lâu đó thì cái đồng Dogecoin coi ấy thì thực sự là nếu mà nói là có tốt thì cái tính ứng dụng của nó chưa có một cái tính ứng dụng gì cụ thể cả đó, hiện tại thì nó mới đang gọi là có tin tức gọi là để cho thanh toán như đợt trước uh, cho cái uh, công các công ty của ông Elon Musk mà thôi tại sao chúng ta chọn coi tốt thì uh, như vừa nãy mình nói rồi vốn hóa thị trường của nó rất là cao tính thanh khoản của nó lớn mọi người biết rằng hiện tại mọi người đang đầu tư vào một đồng coi hoặc là một dự án nào đó hoặc hoặc là hoặc là kể cả bất động sản như vậy mọi người cũng quan tâm đến một cái vấn đề đó là thanh khoản lớn đúng không mình ví dụ như kiểu bây giờ mọi người mua một mảnh đất mà mọi người muốn bán lại lại không thể bán được ấy, thì gọi là không có tính thanh khoản đúng không đó thì cái đồng coi thì mọi người đầu tư vào cũng thế cũng như một dự án thôi có nghĩa là tính thanh khoản lớn mọi người rất là quan tâm mọi người muốn thanh khoản lúc nào cũng được đó chứ không phải chờ đợi hay như nào đó ok không ạ và cái thứ hai là cộng đồng của nó rất là mạnh nhé cộng đồng của những đồng coi tốt thì thường rất là mạnh vì nó cũng lâu năm rồi và những cái công nghệ của nó cũng khá là ok và cái hệ sinh thái của nó thì rất là rộng đó các quỹ đầu tư lớn thì thường đầu tư vào những cái đồng coin top rất là nhiều. Đó, mình có thể kể đến như kiểu đồng các cái đồng coin như của Solana đúng không? Mình ví dụ Solana thì đang rất là nhiều quỹ lớn như là Alameda uh, Research hoặc là Three round Capital rất là nhiều quỹ hiện tại đang đi đầu ở trong lĩnh vực đầu tư crypto nhé ở Thung lũng Silicon. Ok không Tiếp tục là về cái tính ổn định của nó. Nó cũng gần giống như Bitcoin là hầu hết tất cả các đồng ăn coin khác ở low cap ấy thì khi mà thị trường bị down che đấy thì tất cả những đồng đó thậm chí những đồng bị chia 100 lần những đồng coi tốt thì nó sẽ bị gọi là nó cũng bị chia rất là nhiều đó nhưng mà nó sẽ không bị chia nhiều đến mức độ gọi tài khoản mọi người bị chia nhiều quá đâu như đồng coi khác đâu cho nên là nó ảnh hưởng bởi thị trường sẽ bị ít đi rất là nhiều nhá và cái tiếp theo đó là đứng sau những cái dự án này thì thường sẽ là những công ty công nghệ lớn hoặc những tỷ phú lớn có tầm ảnh hưởng lớn và đây sẽ là một ví dụ có ví dụ như kiểu đồng Ethereum này mọi người có thể thấy rằng là khối lượng giao dịch trong 24 giờ của nó là 26 tỷ đô có nghĩa là trong 24 giờ mọi người muốn thanh khoản bao nhiêu tiền mọi người thoải mái được một tỷ đô mọi người tích tắc là mọi người có thể thanh khoản được ngay đó vốn thị trường của nó hiện tại như con này đang là 452 tỷ đúng không vốn hóa cực kỳ là cao luôn hiện tại đang xếp top 2 trên con cái ngoài ra có Solana ADA và XRP đốt như mình vừa nói nhá rồi chúng ta sẽ đến với cái đồng coi thứ ba những cái đồng coi thứ ba mà chúng ta sẽ gọi là thuộc top, chúng ta sẽ hô ở cái thời điểm đau chen nhá đó là những đồng coi nền tảng có thể nói là một phần là những đồng coi đâu đời có nền tảng mạnh hệ sinh thái riêng và đặc biệt nó sẽ có blockchain riêng nhé hoạt động riêng biệt không phụ thuộc bất kỳ blockchain nào cả đó. Và nó có thể là mở rộng phát triển để thích hợp với các nền tảng giao dịch từ phi tập trung cho đến tập trung. Và cái đặc điểm nổi bật của con nền tảng đó là hệ sinh thái nhá. Thì nó sẽ là một tập hợp rất là nhiều các sản phẩm kết nối với nhau thành một cái hệ thống chặt chẽ trong khối blockchain riêng của nó. Và mỗi một hệ sinh thái sẽ có một cái đồng coin chủ lực gọi là thi token đấy nhá. À, mình có thể ví dụ như là ERC20 uh, của Ethereum ấy thì sẽ có đồng Ethereum là thi token này. Và cả Solana thì có đồng SOL đúng không? Polygon thì có đồng MATIC này, hoặc đốt thì sẽ có đồng DOT hoặc là BSC Smart Chain thì có đồng binance không, BNB đúng không? Và một hệ sinh thái hoàn chỉnh thì sẽ cần phải có những yếu tố này. Thứ nhất là Transition and payment service thì nó sẽ là với một blockchain ấy thì yếu tố chính cần thiết uh, gọi là giao dịch và thanh toán đấy để đảm bảo cái điều này thì thường sẽ phải có những mảnh ghép vô cùng là nhỏ như là token hoặc smart contract và wallet ấy. thì nó sẽ gọi là cái phần transaction và payment nhé. Phần uh, thứ hai để cấu thành lên một cái hệ sinh thái đó là DeFi thì DeFi thì nó sẽ gồm rất là nhiều các cái mảng như kiểu là stable coin, lending, borrowing hoặc là dex đó là, như là mọi người hiểu như vậy là DeFi nhé và cái thứ ba là social entertainment đó. sẽ liên quan đến các cái nhu cầu là về cộng đồng cũng như là về giải trí các thành phần hiện tại đang có như ở trên thị trường bây giờ đang có là NFT đấy game hoặc là cái gì đó gọi là social đấy nhá và cái phần cuối cùng đó là enterprise blockchain solution cái phần này á thì là những cái ứng dụng của blockchain vào thực tế có thể là vào những lĩnh vực như kiểu là vào trên hoặc là vào giáo dục hoặc là vào các cái nền tảng như kiểu sức khỏe như nào đó Vậy tại sao chọn coi nền tảng để ôm và đúc vào thị trường down trend à, Đó là thứ nhất cái phần quan trọng nhất đó là cái phần tính ứng dụng thực tế Mọi người biết rằng thì một đồng coin ấy, để có thể là phát triển mạnh được ấy, thì tính ứng dụng thực tế của nó phải cực kỳ là cao à, Về cái phần đó coin ấy, thì mình nó hơi crazy thì mình thôi mình không nói về nó nhé còn những đồng coin khác thì tất nhiên là ứng dụng thực tế càng nhiều giải quyết càng nhiều những vấn đề ở trong lĩnh vực bóng trên cũng như là lĩnh vực đời sống thì nó sẽ càng phát triển thôi vì nó sẽ càng được những cái quỹ cũng như là các cái cộng đồng khác họ sẽ hoặc là các cái cá mập hoặc các cái công ty lớn họ sẽ đầu tư vào để lấy những cái ứng dụng đó của nó hiểu đơn giản thế nhá. ngoài ra thì nó sẽ là nhiều quỹ lớn đầu tư vào nó này tính thanh khoản nó rất là tốt đúng không hệ sinh thái rất đa dạng phong phú đúng không và nó sẽ phát triển theo thời gian mà không bị lỗi thời đó mọi người lưu ý phần này nhé bởi vì là những đồng coin này thì liên tục nó cải thiện mà cải thiện nhất là về tốc độ chuyển đổi này hay là về phí ga này hay là về cross chain với những cả blockchain khác nhau và mình sẽ ví dụ một số đồng coin nền tảng có thể hold được khi đao chen nhá ví dụ như là bnb này solana này dot này nia này avax matic zelo hay mina ngoài ra còn rất là nhiều các đồng coin nền tảng khác mà có thể được bổ sung thêm ở dưới phần mô tả của video nhé ok và đao chen ta sẽ ôm một loại đồng coin nữa đó là coin sàn đó vậy tại sao ta chọn coin sàn nhá đồng coin sàn thì là gì là những đồng coin mà cổ sàn tạo ra nó hoặc là quanh những chương trình là IDO gì đó để người kêu gọi vốn nữa nhá thì nó sẽ duy trì và phát triển hệ thống này tính năng của nó đó phát triển công nghệ này cũng như là hỗ trợ các nhà đầu tư là giảm phí giao dịch khi trade nhá và một số các mục đích không quan trọng khác nữa và một cái ưu thế khi mà chúng ta không coi sàn ấy, thì hold coi sàn luôn luôn lãi tại sao như vậy nhá thì khi mà chúng ta không coi sàn chúng ta có thể là chơi skin in the game được có nghĩa là mình có thể ví dụ như kiểu sàn BNB, sàn Binance nhá thì sẽ có chương trình là Nautopad đúng không? là một chương trình rất là lớn, chương trình gọi là cái bệ phóng để cho các dự án để có thể đầu tư tham gia đầu tư vào đó và cũng là chương trình kiểu là EOU ở trên sàn FTX đó. thì những chương trình đó thì chúng ta hâu càng nhiều những đồng coin sàn, càng nhiều BNB thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được rất là nhiều những cái đồng coin chuẩn bị list vào sàn Binance. Mình, dùng, mình ví dụ gần đây nhất là đồng BICO của chương trình HUBI BRIMIT đúng không? hoặc là Binance thì có đồng BETA hoặc là rất là nhiều cái đồng coin khác mọi người hâu càng nhiều BNB thì mọi người sẽ nhận được rất là nhiều đồng coi đó và khi list sàn thì mọi người sẽ được ích tài khoản cực kỳ là nhiều luôn bởi vì là thường thế sẽ ích 10 thậm chí ích 100 rất là bình thường nhá đó ở đây mình có ví dụ nhá và mình sẽ ví dụ một số cái đồng coi sàn mọi người có thể là chọn để mọi người thể hâu khi mà thị trường đao chen đầu tiên sẽ là đồng BNB của sàn binance của tỷ phú suy đúng không sàn top 1 hiện tại đúng không tiếp theo sẽ là sàn ftx của samsung đó quỹ amda gì đúng không và thứ ba là HT của đồng Hobi và tiếp theo sẽ là đồng mới của sàn MEC đồng GT của sàn GetEO và đồng bit của Bybit cái đồng thứ sáu này nhá thì hiện tại Bybit họ chưa công bố rằng là BITDAO, down cái đồng bit này BIT này chưa phải là đồng có sàn đâu tuy nhiên là họ đang đổ vốn cực kỳ là nhiều vào trong cái dự án BITDAO này và những chương trình mà tham gia vào EO ở trên sàn Bybit ấy, và sàn thì hầu hết đều sử dụng cái đồng bit down này cho nên mọi người có thể là hầu cái đồng bit down nhé bit down hiện tại cũng đang rất là rẻ hôm nay thị trường đao xuống thì nó đâu đó khoảng tầm 1,6 1,7 đô cực kỳ là ok nhá ok thì qua video này mình và mọi người đã cùng tìm hiểu về một cái chủ đề cũng khá là hay đúng không mọi người nghĩ rằng rất là quan tâm rất là nhiều tuy nhiên là trong video này sẽ còn rất là nhiều những cái mục mọi người có thể là bổ sung thêm nhé một video thì mình không thể nói hết được tất cả nội dung được đó thì mọi người có thể là bổ sung thêm ở dưới phần bình luận của video nhé và mọi người cảm thấy video này hữu ích thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của Crypto Adventure. Có gì không hiểu chúng ta hãy comment thêm ở dưới phần bình luận nhé. Xin được cảm ơn và chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau.